Chào mừng tất cả mọi người đến với buổi thuyết trình ngày hôm nay của nhóm bạn. Em tự giới thiệu, em tên là Huy và hai bạn nữa cùng em tạo ra tựa game này là bạn Bách và bạn Quang Anh. Đây là hình ảnh đại diện về game mới của nhóm một con. Trò chơi của bọn em thì có hai nút ở phần menu, đó là nút play và nút quit. Các bạn có thể bấm nút quit để thoát game và bấm nút play để chơi. Khi vào game, bạn sẽ thấy nó hiện ra màn hình như thế này. Các gai trong trò chơi thì nó sẽ hiện cho các bạn màn hình thua cuộc. Đó là toàn bộ trò chơi của bọn em. Ở trong tương lai, bọn em sẽ cố gắng làm cho trò chơi sống động hơn nữa. Nó có thể có thêm nhiều màn chơi hơn nữa và phần hình ảnh có thể rõ nét hơn. Cuối cùng, phần màu sắc để thêm đẹp cho trò chơi nữa thì bọn em có thể làm hài lòng người chơi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và quan sát bài thuyết trình của nhóm em. Mong mọi người có thể thêm góp ý kiến hay hơn nữa để cho bọn em có thể cải thiện trò chơi hơn nữa. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Huy đến môn luôn game nha. Đang chưa nhìn thấy màn hình game maker của em nha. Chia sẻ toàn bộ màn hình nhé. Chơi lại một lần nữa và giải thích những cái mà em có trong game đó không? Và cách hoạt động của game của em. Thì trước hết là nó cũng sẽ có mấy cái gai này, thì khi mà mình chạm vào thì mình sẽ bị thua. Và có những cái cột này thì cái cột hình chữ nhật này thì em vẫn chưa làm cho nó gọi là kiểu là chạm vào thì nó sẽ kiểu thua cuộc và nó sẽ bị lỡ một chút như thế này, thì em sẽ cố gắng khắc phục vào những nếu mà có thời gian thì em sẽ cố gắng khắc phục cái lỗi này. Thì thầy muốn đầu tiên là cảm ơn ba bạn đã hoàn thành cái game của mình nhé. Thì đầu tiên là thầy muốn nghe cái cảm nhận của từng bạn một về cái game của mình đang làm nó như thế nào. Nào Huy nào. Thì em thấy là game của em nó cũng chưa được hoàn chỉnh lắm, vì có thể là có một chút gọi là thiếu thời gian hoặc là có học bài khó khăn trong lúc làm game này, nên là nó vẫn chưa gọi là một sản phẩm hoàn thiện. Bác à. Thì nếu nếu nhìn thì nhìn chung thì khá là ổn, nhưng mà game vẫn còn hơi sơ sài. Và
vẫn còn nhiều tưởng hơn nữa, nhưng mà không có nhiều thời gian nên là chỉ làm thế á. Anh có nhận xét gì không? Xét thì em thấy trong game là nó có vài cái lỗi chưa khắc phục được, còn về cơ bản thì game cũng được hoàn thiện tốt là được rồi anh. Thầy muốn nghe cảm nhận của hai bạn còn lại nào, Hưng nào. Hưng ơi, em có cảm nghĩ thế nào về cái game của các bạn làm? Em thấy bài của bạn làm hay hơn bài em làm. Ok. Toàn đó. Các bạn mở mic lên nói nào. Toàn ơi. Em đang tắt mic Toàn ơi. Ok, có ý kiến của hai bạn. Thì bây giờ anh Quân có thể cho em nhận xét về bài của bạn được không ạ? Ok rồi, chắc là sẽ có một vài nhận xét ngắn gọn nhá. Thì đầu tiên này, ok sau đi các bạn cạp nữa nhá. Anh đang là F0 nên là sau đi các bạn anh sẽ đeo khẩu trang nhá. Ok rồi, hello các bạn nha. Thì nói chung là theo như anh thấy thì hơi đơn giản, hơi đơn giản một xíu, được chưa? Đấy, theo như anh thấy đó thì anh nghĩ rằng là các em hoàn toàn có thể bổ sung thêm những cái chướng ngại vật vào trong cái game của mình đấy, để tăng thêm cái độ gọi là phong phú của game ra đấy. Anh hiện tại anh mới thấy nhá, chướng ngại vật của các em ấy là mới có cái gai nhọn thôi đó, đúng không? Thêm một cái nữa cho anh hỏi này, đấy là nhá, đấy là hiện tại em đang set cái phần di chuyển của con nhân vật chính ấy, là cho nó đi tiến lên phía trước hay em cho background lùi ngược lại? Thưa thầy là cho chướng ngại vật nó tên tôi ấy, tức là Ừ, con nhân cho vật chướng ngại nó vật bị tiến tới nghiện. đúng không? Rồi, thế cho anh hỏi nhá, là nếu như mà cái em có cái cột nó là hình chữ nhật đúng không? Thì khi mà nó chạm vào cái cột đấy, em không nhảy lên, em không nhảy qua nhá. Em chạm vào cái cột đấy thì game sẽ xảy ra vấn đề gì? Có xảy ra cái gì không? Con nhân vật và cái cột nó sẽ dừng lại mọi hoạt động. Nó dừng lại và cái background nó không chạy nữa đúng không? Cái còn lại thì nó vẫn chặn cho đến khi mà nó chạm vào con đấy thì nó sẽ đứng yên đấy. À rồi, nghĩa là nó, thế nó sẽ bị dồn lại hả? Vâng. À rồi rồi, ok, rồi anh hiểu rồi. Ok đấy. Nói chung là đầu tiên là anh nghĩ rằng là bởi vì các bạn làm nhóm nên là các bạn hoàn toàn có thể, có phải làm nhóm không, đúng không? Làm nhóm đúng không? Đấy. Thì anh nghĩ rằng là hoàn toàn các bạn có thể cải thiện nhiều hơn, các bạn có thể bổ sung nhiều cái nét gọi là độc đáo hơn, sáng tạo hơn cho game của mình, được chưa? Đó, anh biết là các bạn có thể là một số bạn gặp vấn đề riêng, vấn đề cá nhân. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là cái lợi thế của các bạn đã là làm nhóm rồi. Đấy. Tuy nhiên lợi thế nó cũng sẽ đi kèm với thách thức đúng không? Đó. Nhưng mà các bạn làm nhóm mà cái sản phẩm các bạn nó chưa đạt đúng kỳ vọng thì lúc đấy cái gọi là cái sản phẩm các bạn nó sẽ chưa được đánh giá cao. Được chưa? Đó. Rồi, đấy thì chắc là đấy là ý kiến của anh nhé. Anh cho các bạn con điểm được không ạ? À, quan điểm À, về gì con ạ? điểm số.
À con điểm à, ok rồi con điểm à. Ok, nếu như mà trên thang điểm 10 nhá thì anh nghĩ rằng một số điểm từ 7 đến 8 sẽ là số điểm mà anh sẽ dành cho các em. Nó còn tuy nhiên nhá là số điểm các bạn ấy nó sẽ còn phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc vào cái mặt bằng chung. Anh muốn xem là tất cả các bạn trong lớp như thế nào. Đấy, thì anh mới đưa ra một cái điểm chính xác được. Đó, còn hiện tại nhé, cho quan điểm của anh coi như là một bạn một nhóm lên đầu đi đấy, thì anh cứ cho là một khoảng là từ 7 đến 8 chưa đấy nhá. Sẽ nhận xét qua bài của các bạn chút nhé. Thì đầu tiên là cái đầu tiên là gì? Cái việc làm việc nhóm của các bạn, thầy theo dõi các bạn khá là sát thì thấy cái việc làm việc nhóm của các bạn chưa được tối ưu lắm. Các bạn vẫn còn bị những cái là kiểu gọi nhau thì vẫn còn bị chậm, hay là cái việc mà liên lạc với nhau ấy thì vẫn phải thầy nhắc các bạn một chút. Thứ hai là về bài thuyết trình của các bạn thì nó chưa được đủ lắm những cái ý mà mình cần, ví dụ là các cái khó khăn mà các bạn làm ấy ở trong trong lúc làm game, hay là những cái lỗi thì các bạn chưa liệt kê đầy đủ được ra. Còn về game game thì từ ban đầu là các bạn đã có cái ý tưởng này là về cái giống cái Geometry Dash đúng không? Thì được hay, nhưng mà đúng như là anh Quân nói thì các bạn cũng thiếu khá nhiều đấy, nó khá là đơn giản, mới chỉ có nhảy lên và những cái chướng ngại vật ở phía dưới đúng không, chưa có những cái phía chướng ngại vật ở bên trên. Mình sẽ xem thang điểm của cả lớp, à mặt bằng chung của cả lớp xong rồi thầy cũng sẽ cho điểm nhá. Thì thích cái ý tưởng này. Ok, cảm ơn ba bạn. Mọi người cho ba bạn chấm vỗ tay. Thầy mời bạn tiếp theo là Hưng nhé.